Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Hiện tại nhiều khu vực đã xuất hiện không khí lạnh, khiến cho những người cô đơn dường như đang bị thúc đẩy kiếm hơi ấm từ một ai đó. Và đây là phóng viên Brilliant, thường trực tháng hôm sau sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình. Mời quý vị hướng mắt lên màn hình. Xã hội chứng kiến như sự xuất hiện thêm của các đôi tình nhân. Anh cũng không ngoại lệ cho thấy số liệu hiện rõ trên số bình quân. Có nhiều nơi gió giật mạnh, phía cực nam bắt đầu gấm mây. Thời tiết đang dần chuyển biến xấu, cụ thể trong lòng anh vào ngày hôm nay. Chỉ cần nghe tiếng tin từ em cũng quý giá hơn cả đống tiền triệu. Hòa vào tới chung một nhịp điệu là có thể cùng thay đổi biệt hiệu. Cho ánh mắt lẫn nụ hôn, cho tâm trí bay lượn. Drama sẽ đến giọng nói em sẽ là thứ đầu tiên anh vay mượn. Đã cái cục shit tới lúc vào vi, để em muốn ta có một chút funky. Đã bên tổng còn cộng cái tính ghen ly. Anh có khả năng quán tính là tính quán. Mỗi khi em phân vân không biết ăn gì. Sáng đang chiều mưa, mỗi ngày một outfit mới toanh. Biết như vậy khi tự nhiên cho anh hỏi nguồn gió nào đem tới anh. Top 50 nước hoa từ cửa bước ra, một vẻ đẹp không thì vết. Tới người gây em có phải ngượng miệng chê, vì sợ dối bản thân thế thì chết. Một trong 1000 em khỏi cần xác minh. Sorry vì để lộ vẻ thích em vì vấn đề phát sinh. Biến nơi em đến thành sang cách qua. Mọi ánh mắt hướng về em sẽ tự tin ấy ghi điểm trong mắt anh, cứ như em đang casting. Ngắm nhìn vào về tiếng như nào và liều thuốc tiền. Nháy mắt là hiểu ý anh, không cần ai phải phiền. Nên ta cần đến ở phía trước, nên ta cần phải nhanh chân lên. Yeah, đặt ngay cho hôm nay. Yeah, cất cây đàn và đánh lên vài nhịp tình tính tàn. Có một vài việc khác bây giờ cũng chẳng thấy quan trọng. Ngày nào cũng chẳng phải là ngày thường. Nói hết cả mọi thứ không hề lòng vòng. Quên luôn ngày giờ, quên luôn trần gian đều xoay theo quy tắc. Anh có thể nắm chặt em và ghi thêm bay như chơi bi lắc. 20 cây số chỉ để vào quanh công viên và ngắm hoàng hôn. Nhấn vào chế độ máy bay, em đừng để ý hết mấy lời xàm ngôn. Bố dáng trông thật ác, khác biệt hơn so với mặt bằng chung như lần em phát giác. Vì NYC lối xấu chẳng đáng mặt đàn ông vì họ rất khác. Họ kiếm cái cớ như bức bình phong với vai diễn xuất sắc. Thế nên em tắt chat. Em chỉ nên tin vào những thứ em trân trọng và đáng giá. Hay để anh phát màu hồng nơi góc nhìn chỉ một màu trắng xóa. Vòng tay lên trên eo anh mỗi lần anh tăng ga. Bỏ lại tất cả phía sau những gã chỉ suốt ngày trăng hoa. Vì em khiến anh ngắm nhìn vào về tiếng như nào và liều thuốc tiền. Nháy mắt là hiểu ý anh, không cần ai phải phiền. Yeah, nên ta cần đến ở phía trước, nên ta cần phải nhanh chân lên. Yeah, đặt ngay trong hôm nay. Yeah, cất cây đàn và đánh lên vài nhịp tình tính tàn. Có một vài việc khác bây giờ cũng chẳng thấy quan trọng. Ngày nào cũng chẳng phải là ngày thường. Nói hết cả mọi thứ không hề lòng vòng. Quên luôn ngày giờ.